Trong buổi tiếp cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan ở thủ đô Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc cam kết xây dựng mối quan hệ với Mỹ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi, bất chấp mối quan hệ song phương chứng kiến nhiều biến động lớn trong thời gian qua. Chủ tịch Trung Quốc cũng cho biết Bắc Kinh sẽ duy trì nỗ lực thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước. Ông nhấn mạnh Bắc Kinh và Washington cần trở thành nguồn lực cho hòa bình thế giới và là động lực cho sự phát triển chung trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động. Trong khi đó, ông Sullivan nhấn mạnh cần duy trì và phát huy liên lạc chiến lược cấp cao giữa hai nước. Quan chức Mỹ hoan nghênh những tiến bộ quan trọng mà Mỹ và Trung Quốc đã đạt được trong các lĩnh vực hợp tác quan trọng. Ông Sullivan cũng cho biết, chuyến thăm của ông nhằm theo dõi chương trình nghị sự giữa hai nước, đồng thời duy trì liên lạc chiến lược cấp cao để duy trì mối quan hệ Mỹ Trung một cách có trách nhiệm.